Em tên là Bùi Thanh Bình và em hiện đang hoàn thành khóa học trên model với hiệu coach khóa 12 tại Havina. Và trong quá trình học ở đây thì em cảm thấy là mình tiếp thu rất nhiều điều từ những buổi học của các thầy như các chuyên gia về trong những người có rất là nhiều kinh nghiệm trong quá trình đi du học, cũng như là những người có những trải nghiệm rất là nhiều. Thì em đã học được những kỹ năng về quản lý tài chính, rồi là kỹ năng giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ, cũng như là cách mà để nói lên quan điểm của mình sao cho thật là thuyết phục. Đó là những điều rất cần thiết đối với em để sau này em có thể thực hiện được cái ước mơ của mình là đi du học. Và em đang apply đi du học hai trường ngành quản trị du lịch khách sạn tại Hà Lan, đó là trường Wittenborg và Scandon. Có một điều em rất là biết ơn đối với khóa học này là, và muốn gửi lời cảm ơn cho anh thầy Dũng, vì chính nhờ thầy mà em có có thêm động lực để tìm ra được cái đam mê của mình. Trước đấy thì em không thực sự là không biết là mình sẽ phải làm gì những bước tiếp theo, nhưng mà sau một buổi nói chuyện với thầy thì em cảm thấy là em còn đã có mục tiêu của bản thân hơn, cũng như là biết được là mình thích gì, mình muốn gì và mình đang có khả năng gì. Và sau buổi đó thì em đã có một cái quyết định là apply vào cái ngành mà em sẽ học master sau này, đó chính là ngành quản trị du lịch khách sạn. Và em mong là những bạn sau này có cơ hội may mắn được học lớp ở tại Havina thì cũng sẽ như em, cũng sẽ có nhiều cũng sẽ biết được bản thân mình muốn gì, thích gì, có khả năng gì, và cũng mong là các bạn sẽ thành công trong